Xin chào bạn Mỹ Tâm thân mến. Sau rất nhiều lần thầy bận việc và chưa xem được cho Mỹ Tâm, hôm nay thầy quyết tâm xem cho Mỹ Tâm đây. Thầy dỡ lại cái email của Tâm email cho thầy. Mỹ Tâm có email cho thầy rằng xin chào thầy Cao Anh, về một năm nay xem các video của thầy rất thích. Con hầu như coi khắp tất cả các video của thầy, nhưng trí nhớ của con không tốt nên không nhớ được tất cả các gì thầy nói. Hôm nay con nhờ thầy coi rõ các sao trong cung tử vi của con để sau này con tự học coi cho mình được. Cảm ơn thầy. Nhờ thầy coi thâu video gửi mail giúp con. Và gửi ngày tháng năm sinh cho thầy rồi. Và thầy đã lập lá số tử vi cho Mỹ Tâm rồi. Mỹ Tâm có thể xem đây, trên màn hình là lá số tử vi của Mỹ Tâm. Lá số tử vi của Mỹ Tâm là sinh ngày 13 tháng 12 năm 74, 6 giờ sáng, và mệnh thiên tướng gặp triệt, và thân cư thiên di có liêm phá. Mỹ Tâm có rất nhiều câu hỏi dành cho thầy. Câu hỏi thứ nhất là Mỹ Tâm hỏi với thầy rằng là: thưa thầy, mệnh thầy coi dùm có vong theo không? Vì con thấy cung mệnh bị triệt và phục binh chiếu mệnh. Đấy, thì thầy đã xem qua cho con rồi. Chỉ cần nhìn cái ảnh gia đình con Mỹ Tâm gửi cho thầy là thầy đã phát hiện được là có tới 3 cái vong nam nó theo con ở trong cái nhà đó. Và thầy đã nhìn tất cả, soi tất cả các bát hương của mình rồi và thầy thấy việc đấy. Tiếp nữa là thân cư thiên di, qua Mỹ 17 tuổi, cung này có tứ linh, nó làm giảm bớt không kiếp không thầy. Họ vận đối con sau này thế nào? Thế thì đầu tiên thầy nói cho con về cái sao thiên tướng đã. Thì sao thiên tướng nằm cung mệnh của con, nó chính là nam đầu tinh và nó có hành tính hành thủy là dương, nên khi mà gặp sao tuần đóng vào mệnh, sao triệt đóng mệnh nó đảo dấu thành âm. Đấy. Và hành của nó là thủy màu đen và loại là ấn tinh và quyền tinh, và nó đặc tính của nó là quan lộc, phúc thiện và uy nghi, đẹp đẽ và nhan sắc. Chính vì thế con có thiên tướng gặp triệt cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Và sao thiên tướng là cái sao đứng số 5 trong 8 ngôi sao thuộc tròm thiên phủ, và theo thứ tự thiên phủ, thái âm, tham lang, thiên tướng, thiên và thiên lương và thất sát, phá quân. Và nó miếu địa ở dần thân, thì ở cái cung của con ấy, ở cái con cung của con là nó đóng cung mão dậu thì nó hãm, thì ở cái thiên tướng của con ở đúng cung mão thì nó bị hãm địa và gặp triệt, thì cái sao triệt này nó làm cho sao triệt làm cho con lại vượng đắc lên. Đấy, sao triệt nằm cung mệnh này. Đấy, nó đóng vào mệnh, nó làm cho cái thiên tướng vượng đắc lên. Và chính như thế là cung mệnh của con tương đối tốt, thông minh. Và thế con mới làm được công nghệ thông tin. Bởi vì không thì cũng khó làm được công nghệ thông tin lắm. Rồi xem tử vi thì người ta không xem cả chính tinh đâu, còn các phụ tinh khác nữa. Nhưng mà thầy giảng thêm cho con cái chính tinh để con hiểu. Chính tinh của con là sao thiên tướng. Thì sao thiên tướng của con nó coi nhìn đắc địa đi vì triệt mà, thì nó gặp cái vẻ mặt là uy nghi và có tinh thần và khí sắc. Đấy, thân mình có chút nở nang, vừa tầm da trắng. Đấy, và tính tình của con thì là vượng đắc rồi, là một người thông minh, thanh tú và khôn ngô, đôn hậu, hiền lành, đẹp người và can đảm, có lòng trắc ẩn, là có lòng yêu thương con người đấy. Và đào hoa, thích ăn ngon mặc đẹp, trang phục lúc nào cũng chỉnh tề, đôi khi có sự đam mê vào nữ thì là có tính hay ghen, nghĩa là hay yêu thì mới ghen, anh em với chồng một chút, anh em một chút. Và nói chung là thiên tướng ở nó còn các phục tinh nữa, nó nói lên là người thông minh và đôn hậu, và con là cái người dám làm, dám chịu. Đấy, thì thiên tướng nó là một cái sao về quyền tinh, và cái sao quyền tinh mà đã nằm ở mệnh con thì cứ yên tâm, công việc của con nó rất là tốt và nó ít lận đận. Ở trong lá số tử vi này thì thầy con thấy đây, trong lá số này thì cái cung thiên di của con, bây giờ chúng ta nói đến thiên di của con là có liêm phá và có thiên không. Đào hoa thiên không chính là cái cách cục của cái sòm sao có căn tu Phật. Thì con ấy là cái người mà có căn tu Phật. Và sao tứ linh nó nằm ở đâu? Con bảo tứ linh chiếu mệnh thì con thấy không? Phượng Các ở đây không chiếu mệnh của con này. Đấy, là chiếu thân không chiếu nhá. Phượng Các không chiếu. Đấy, rồi Long Trì nằm cung tứ tức này, Long Trì Phượng Các khóa cái mới là tứ linh. Đấy, rồi sao Bạch Hổ nằm ở thế nhị hợp đối với cung thân thôi. Thế thì mình ấy định cư ở nước ngoài bởi vì thân cư thiên di. Đấy, cái tròn này do thân cư thiên di mình định cư ở nước ngoài. Và một vấn đề nữa là tại sao mình có thể được ra nước ngoài mà được một cách hanh thông cả cái lá số này, không phải là cái gì chiếu cũng này, mà
quan trọng nhất là mình có cung phúc đức, là tử vi thất sát, cung phúc đức của mình rất là tốt, mình là kiếp trước là tu được nhiều nên kiếp này sung sướng, và mình cũng là một người đa tài bởi vì mình có hóa quyền và hóa lộc chiếu vào cung mệnh. Hóa quyền hóa lộc là hai sao tốt chiếu mệnh, và cái hóa khoa ấy, của mình nằm ở thế tam hợp với cung thân. Vậy mệnh của con thì không đủ ba tam hóa nhưng thân của con đủ tam hóa, nghĩa là sau khi sang nước ngoài năm 17 tuổi rồi học hành thêm rồi thì con có đầy đủ hóa khoa hóa lộc hóa quyền chiếu mệnh yếu thân, nghĩa là cái người mà lúc đầu thì chưa đủ nhưng mà sau này thì lại đủ tài đủ tầm để làm công việc liên quan việc lớn, ví dụ như công nghệ thông tin việc khó làm được. Trong lá số này thì con còn hỏi thầy về một số cung nữa, ví dụ như là con hỏi về cung thân Tân Thư Thiên Di, con biết 17 tuổi cung này có tứ linh, thầy nói là không có tứ linh nhá, bởi vì nó có khó khoa là có quyền nên là nó làm cho con có thể tốt. Đấy. Và cung quan lộc của con lúc nhỏ thì thích làm cô giáo nhưng con Mỹ tiếng Anh không tốt thì làm IT đấy, thì con có cả khoa lộc quyền nên là làm, thích làm cô giáo là đúng rồi và làm được IT bởi vì mình có đủ tứ linh. Và thầy coi con năm nào thăng tiến được phải thầy, thì con năm nay của con là 44 tuổi, nó rơi cung Tỵ, thì đại vận này của con là có thiên phủ chiếu nên từ 44 chiều trở ra thì tiền tài của con tốt, và con muốn có hóa quyền thì sang năm 45 tuổi là con có hóa quyền hóa lộc nằm cung phúc đức, cái này sang năm 45 tuổi nằm cung phúc đức là cả hóa khoa hóa quyền hóa lộc chiếu và cung phúc đức, thì sang năm là dễ được thăng tiến chức sắc đấy, sang năm là dễ được thăng tiến và cất nhắc, và ở vận này thì có thiên phủ chiếu nên tiền tài kiếm tương đối tốt. Lại trở lại với câu hỏi của con là xin lỗi là rất nhiều điện thoại, chắc thầy phải tắt điện thoại đi. Về cung tài bạch, con thấy cung này con xấu quá vậy, có tàng môn thiên khốc đấy, rồi thiên la địa võng, nhiều cái cung xấu và cách và không khách và cơ lương có thể giúp giải được nhiều không thầy, con có số con bây giờ đến cuối đời tiền bạc ok không? Thế thì con phải nhớ là vận 44 của gia có thiên phủ, sao thiên phủ này để chứng nhận sao tài lộc, sao tài lộc rơi ở vận thiên phủ là tiền tài kiếm rất dễ, phúc thọ song toàn và hay gặp những người quảng đại và tốt. Thế thì ở cái cung tài của con thì ra cái vận 44 là tốt rồi, bây giờ thầy nói những thứ tốt nhá, những thứ không tốt lát nữa thầy sẽ nói để cách hóa giải. Thì ở vận này con tiền tài tốt, vận 454 trở ra thì hai cái chòm con là cung rơi cung tiền ách vô chính diệu, nhưng mà gặp thiên lương và cơ nguyệt đồng lương này miếu địa đây chiếu lên thì vận 54 của con tiền tài cũng tốt luôn, rơi ở vận cơ lương thì rất là an lành. Và vận 64 trở ra thì rơi vào liêm phá, lúc này á thì tình duyên mới lận đận trục trặc và chồng dễ mất ở cái vận 64 đấy, vì lúc đấy là đào hoa thiên không là cắt lìa trên lìa tình duyên cắt lìa đấy, hoặc là con về Việt Nam sống, hoặc là chồng con về Việt Nam, hoặc là xa cách nhau ở tuổi 64. Đấy, chứ còn cái tuổi 54 đến 563 thì vẫn ok. Con hỏi về cung phúc đức, làm nhờ thầy giải thích chỉ con nên làm cách hóa giải cung phúc đức để tốt hơn, và con có chồng vậy cung phúc đức lá số của con nói lên nhà con hay nhà chồng? Cung phúc đức là nói lên của con nhé, còn không lúc nhà chồng khác. Về cung phu thê, con biết số con với hai đời chồng đúng không thầy, con có giải được không thầy? Nếu giải được thì đời chồng thứ hai của con tính thế nào, tốt hơn không, một không? Nếu không tốt ở vậy cho khỏe thì thầy nói lại là trong lá số của con, trong lá số của con này thì thứ nhất là cung chồng của con ấy nó là cái cung vũ tham đồng hành, nó có sao thiên đình ở đây, sao thiên đình là sao tòa án, và nó xấu ở chỗ là con dễ hai đời chồng ở vận nào, ở vận 44 đến 54 thì con có sao cô thần này và vong thần, thế thì hai cái sao này con hơi hóa giải đi, bởi vì cô thần vong thần tác động vào mình chính là vong theo đấy. Đấy, nó tác động vào mình, nó làm cho mình dễ trục trặc về mặt tình duyên, thì có chia tay nhau thì chia tay ở vận 44 54, và vận này mà giữ gìn được thì đến 64 dỡ chia tay vì chồng dễ mất. Đấy. Và người chồng thứ hai của con, người chồng hai của con thì không đẹp gì hơn so với người chồng đầu tiên. Đấy, nên là có muốn lấy nữa thì nó cũng không được có gì thay đổi lắm. Quay lại tiếp các câu hỏi của con là về cung phụ mẫu, là bị triệt 9 năm đầu con đã xa ba mẹ, và ngày xưa ba là sĩ quan, xong bé 75 ba bị bắt 8 năm, bây giờ thì vô thân vì triệt không còn, vậy con sống gần cha mẹ có ok không thầy, hay con đi sống xa tốt hơn? Hiện tại nhà con cách
nhà ba má chỉ mấy căn nhà thôi. Hình như số con không nhờ ba má, mà ba má nhờ con phải không thầy? Khi nào là hạn của ba má con vậy thầy? Ngày xưa khi má con mang thai đầu lòng được 1-2 tháng thì sảy thai, không biết bé đỏ siêu thoát chưa thầy? Con có rất nhiều cái câu hỏi mà thầy thấy là sâu sắc, chắc là theo dõi nhiều các video của thầy. Quay lại lá số của con nhá. Thì cung phụ mẫu của con ấy, nó nằm ở cái thế gì? Là thiên cơ và thiên lương miếu địa. Đấy, cơ lương, đây là rất là tốt. Thì cái chòm sao này là con với cha mẹ con là có số trợ lực lẫn nhau. Đương nhiên con là con của cha mẹ con là phải được cha mẹ nuôi nấng từ bé rồi, nên con được nhờ cha mẹ từ bé rồi. Vì thế là cha mẹ con nằm dưới con này. Đấy, thì con ấy là cái người được cha mẹ độ cho từ bé. Và bây giờ con có giúp được gì không? Thầy thấy là nhìn cách trách cơ lương này thì cha mẹ con cũng tự lo được cho bản thân mình, không xấu. Nên là cha mẹ hai cái sao thiên cơ thiên lương này là sống thọ và tương đối tốt, nên là con cũng chưa phải quan tâm đến cha mẹ lắm. Và sau này á thì phụ mẫu là có sao thái âm và thiên đồng, nó nằm ở cung này là cung mẹ, thì có cái sao linh tinh ở đây thì sau này hay bị ốm vặt, và con có số dưỡng mẹ. Và cung cha thì con có số triệt cha, triệt thì xa cha, thì con sẽ không được gần cha lắm, không được cái quan điểm của mình với cha nó không được thấu hiểu nhau, vì có sao hóa kỵ đấy là dễ khắc khẩu. Và cái vận hạn của con mà để cha mẹ ốm đau bệnh tật thì cũng chưa vào vận này, và vận năm tư trở ra. Vận năm tư trở ra thì nó chiếu cung phụ mẫu của con, với cung phụ mẫu này thì với cha mẹ mới ốm đau, thì con có 10 năm cha mẹ này rất tốt nữa, yên tâm. Tiếp tục email của con. Con hỏi thầy là cung huynh đệ của mình có cái người xưa xứng phát, thì mình nhìn thấy cung huynh đệ của mình đây này có sao phi liêm và địa không và địa kiếp, thì chắc chắn là mất sảy não, mất anh em là đương nhiên rồi. Và con nhìn thấy cái sao thiên quý và nằm ở cung huynh đệ này chắc chắn là Phật đón đi rồi, nên cứ yên tâm là họ đã siêu thoát. Về con hỏi tiếp thầy về cái cung tử tức của con. Điều con lo lắng nhất là đại hao là cung tử tức, nói lên đây con bị mất con hay nói lên con tốn kém cho con cháu nhiều. Con rất lo lắng không biết các con của con sống thọ không. Con có 3 đứa con trai, con không bị mất đứa nào hết, nhờ thầy coi kỹ phần này giúp con. Điều lo lắng thứ hai là cung tử tước của con có cung thần tòa thú, phải nói lên các con của con theo. Đấy, cung nô của con có tả hữu chiếu của cung tử tước, nói lên chồng của con có hai chồng, hai con có hai chồng vậy thầy. Lúc trước đó con nhận con của bạn con ở Việt Nam và con nuôi, như vậy có tính là dị báo không thầy? Như sau này con của bạn ấy có khoảng cách nên cũng biết liên lạc nữa. Quay về lá số của con nha, thì cung tử tước của con ấy thầy nhìn không có thấy sao đại hao ở đây. Đại hao của con nằm ở sau đại bạch. Thầy không biết là con lấy cái lá số ở đâu mà con luận, con hỏi linh tinh thế. Vì tử vi bên thầy là cái lá số này là thầy đã lập rất là chuẩn rồi. Thầy không thấy cái sự đại hao nằm cùng con của con, nên là con cũng không có thấy cái sao mà con sảy não con. Đấy, thầy chỉ thấy là thiên đồng thái âm hãm ở đây là cái tình cảm giữa con và các con của con sau này nó nhạt thôi. Nó không quan tâm được các con đến con lắm như kiểu người Việt quan tâm với nhau. Đấy, chứ còn các bạn đều lo được cho thân tốt. Và con có sao tả phù hữu mật nằm cung điền trạch và cung nô bọc chiếu là cung con, thì nó nói lên con có một con dị bào, không phải con dị bào mà là con nhận một đứa con nuôi. Vì con có sao dưỡng nằm cung tử tức này, nó nói lên là con là có con nuôi. Chưa? Và có nhận rồi nhưng không chăm sóc được nhau vì khoảng cách cũng không sao, vì cũng đã từng nhận. Thì cung của con không vấn đề gì cả, không phải lo lắng. Tiếp tục cung tận ách của con. Có phải bệnh xương khớp không? Ngoài ra sau này con còn bệnh gì nữa? Con có đại hạn 54-63 tuổi, hạn của con chính xác năm nào bao nhiêu tuổi? Con gặp hạn với thầy. 54-63 là rơi cung tận ách của con. Nhưng mà vì có cái sao phục binh ở đấy. Sao phục binh là cái sao mà dễ mới hay bị nói xấu gièm pha thôi, rồi hay bị trộm cắp, hay bị ghen ghét và đố kỵ, hoặc là sao đoạt quỵt nợ thôi. Chứ ở cái vận đấy thì không có cái hạn nào về chỉ có tuyệt tướng binh thì nó mới là tai nạn rơi súng, như con không bị bắt cái hạn đấy. Nên là vận 54-63 con không làm sao hết. Đấy, chỉ cẩn thận dễ mất trộm mất cắp thôi, hay mắc thị phi hết. Đấy, thì con 64 trở ra mới hạn cơ. Liêm phá này, đi đường kỳ dương này, dễ bị tai nạn, bất đắc kỳ tử. Đấy, cái vận đấy mới xấu. Về cung nô bộc, chơi với bạn hay bị tổn thương, chơi một thời gian sẽ hết chơi được, bạn bè không tốt không thầy. Hình như con thấy số con thường hay nam hay giúp đỡ hơn là nữ.
có Hồng Loan, nếu vậy con làm việc với xem nào tốt hơn à? Thì cung cung nô bộc của con, thầy cũng không nhìn thấy có Hồng Loan nha. Đấy, và ở cung nô bộc của con thầy thấy là có địa kiếp địa không chiếu vào đây, nên là bạn bè thường chơi với nhiều phường gian manh. Đấy, nhiều phường gian manh. Và khi cái môi trường của con sống bây giờ nó cũng đỡ đi rồi, chơi Việt Nam thì con hay mắc như thế lắm. Và cung nô của con có sao dương tính đấy, thì nó chơi với nam thì tốt hơn là nữ. Nếu mà xếp nam thì cũng sẽ tốt hơn. Đấy, nụ vào của con nhé. Con nhìn đây, không hề có bất cứ sao gì ngoài địa kiếp và địa không chiếu vào. Không có Hồng Loan lắm đây. Về cung, đây là lần đầu tiên thầy xem tử vi cho một người đã định hướng những câu hỏi sẵn này cho thầy đấy. À, về điền trạch, con có mua nhà 25 tuổi và đến bây giờ số con phải đổi nhà lớn nữa hay không thầy? Nhờ thầy sẽ giúp, đất nhà con có vong không? Việc này thầy xem rồi, đất nhà con có 3 vong và tổ tiên không vào được nhà. À, nhờ thầy xem con bàn thờ Phật, nhà thờ Phật của con tốt rồi nhưng bàn thờ ông địa và bàn thờ gia tiên chưa tốt. Bên Mỹ ai lập bàn thờ nên con chỉ lập bàn thờ nhỏ nhỏ thôi. Nhà kín nên con ít thắp hương, con chỉ thắp hương và cúng dịp Tết và dỗ. Thầy cứ chỉ cho con cách làm tốt nhất để cho đình được bình an. Thì con nên giải hết các vong linh tại đất ra ngoài, rồi thỉnh lại bàn thờ thần tài thì mới được phù hộ. Đấy. Cái nữa là con đang ở đại vận 4453, con thấy con tang môn thiên khốc thái dương chiếu. Những cái thông tin này không đúng lắm. Đại hạn đó con có bị trục trặc thì không thầy? Sức khỏe thế làm răng được không thầy? Định làm răng 28. Ok, nào quay lại đa số của con. Thứ nhất là con đang rơi vào vận 4453, có thiên phù chiếu, vận này có đại hao, con cẩn thận bị phá sản, dẫn sự phá sản và tiêu chi tiêu lớn. Đại vận này con nên mua nhà cửa và chuyển nhà vào năm 4445, năm 46 tuổi, 2 năm nữa con nên mua nhà mới, nhà to hơn và đẹp hơn. Vì con có thanh long và bát tọa, nhà con phải to, rất to đẹp. Đấy, nhà to đẹp nên là con phải chuyển nhà vào 2 năm nữa nhá. Và cái vận này dành tiền để mua nhà, không có là sẽ mất tiền. Đấy, thì lá số của con thì cái cung số của con là có cô thần phong thần đóng cung tài bạch, tam hợp phòng mệnh, quả tú đóng cung quan lộc chiếu mệnh, nói là con có tiền duyên này. Và cung điền trạch của mình, điền trạch ở đây là có điếu khách tai sát. Đấy, nó thì và có phục binh nó chiếu vào cung điền trạch nữa, là hóa kỵ địa không tam hợp chiếu cung điền trạch nữa, nên là cung đất của con lại có sao suy nữa, nên là chưa tốt, nên là phải độ âm để giúp cho các vong linh ở đất nó siêu thoát đi, để người ta phù hộ độ trì cho mình cho công việc thành công. Thầy thấy con đang rơi ở vận tốt về tiền tài, sẽ kiếm được nhiều, và nghe lời thầy chuyển sang buôn giữ vào bất động sản thì con sẽ giữ được tiền tài tốt, không phải lo lắng về con cái vì những lá số luận vận luận của con là sai. Huynh đệ của con đã siêu thoát. À, cha mẹ của con thì 10 năm nữa mới đến vận hạn xấu. Đấy, tóm lại lá số của con như thế. Và con chỉ lo giải cho thầy hai việc. Việc thứ nhất là giải các vong linh ở đất cho mình cho siêu thoát hết đi. Việc thứ hai là giải tiền duyên theo mình, cần thương cô thần quả tú chiếu thì quan hệ vợ chồng của con tốt hơn và không phải đi thêm một bước nữa. Chúc con thành công.